Chứ còn có việc nhập hàng mình có khó khăn gì không công việc bây giờ? Nói chung là cũng hơi khó khăn, đi hơi sớm chút. Đi chạy không có đồ, vừa nghỉ nhiều lắm. Dịch quá nên sợ thì nghỉ hết trơn à. Cái giá cả bình thường, đã ta không có tiền dịch đều còn mắc mắc nữa, ai mua? Ta mua cũng bình thường thôi, tại vì ta biết là ngày nào cũng có thực phẩm. Thì người ta đến người ta mua. Chứ người ta không có chữ nhiều heo ăn ở nhà đâu. Tại chợ ngày nào cũng bán ấy. Lượng hàng nhập ở chợ đầu mối Thủ Đức và Bình Điền đã tăng. Nhiều tiểu thương nhanh chóng đổi địa điểm lấy hàng khi chợ đầu mối Hóc Môn tạm đóng cửa, đã giúp nguồn cung thực phẩm cho thành phố Hồ Chí Minh không bị thiếu hụt. Ghi nhận tại chợ đầu mối Thủ Đức, lượng hàng về ngày 28 tháng 6 đạt trên 3.574 tấn, tăng 178 tấn so với ngày trước đó. Trong đó tăng mạnh nhất là rau củ Đà Lạt. Tương tự còn tại chợ đầu mối Bình Điền cho biết, lượng thịt heo nhập chợ ngày 28 tháng 6 đạt 221 tấn, tăng hơn 81 tấn so với ngày trước đó. Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ, cũng trong sáng cùng ngày, tại các chợ lẻ như chợ Tân Định, quận 1, chợ Ba Chiểu, quận Bình Thạnh, lượng hàng khá dồi dào và giá bán ổn định so với trước đó. Trước đó, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn chỉ đạo các chợ đầu mối còn lại trên địa bàn tăng lượng tiếp nhận hàng hóa sau khi chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa từ 28 tháng 6 đến 4 tháng 7. Siêu thị tăng lượng hàng, cam kết không tăng giá đột biến. Ngoài ra, tính đến trưa ngày 28 tháng 6, cả nước có 149 ca mắc COVID-19 mới và được ghi nhận tại 8 địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục nhiều nhất với 94 ca, trong đó có 17 ca liên quan đến chợ An Đông.